Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn claim 2.500 triệu token có cái hiệu là AeroSwap này mà. Thì để được claim được con này thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn copy phần link swap nha các bạn. Thì các bạn mở được trình duyệt dưới wallet mình ra đây các bạn. Các bạn nhầm cho nhầm một đáp này các bạn. Chờ nghe các bạn, các bạn dán phần link, các bạn copy phần link mô tả cho mình đúng không? Bạn dán vào phần link, dán vào đây nè, các bạn bấm gỡ nè. Rồi, xong trên đây thì các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Thì hiện tại con này nó sẽ list tốc cần này, nó sẽ list trên sàn PancakeSwap các bạn. Thì min mua thì tối thiểu là các bạn có thể mua từ vào hoàng các bạn 0.01 BNB và maximum là 10 BNB các bạn. Thì bạn nào mua thì nhấp vào một bài các bạn. Còn mình hướng dẫn các bạn claim Bori thì các bạn bấm vào click here nè các bạn. Thì nó có thông tin trên Twitter và Telegram của các bạn. Mình sẽ tốn một chút phí mạng BNB nha các bạn. Rồi, mình sẽ tốn phí mạng là 0.0005 BNB của khoảng 0.3 đô bạn. Khắc là rẻ luôn các bạn, bạn bấm chấp thần nè. Những dáng claim thế này thì các bạn cần tiền ghép thêm nha các bạn. Để kiếm thật là nhiều token luôn nha các bạn. Sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy con chắc của chúng mình đi mô tả thứ hai của mình, các bạn dán vào trình duyệt chút wallet nha. Để mình coi nó ra được bao nhiêu các bạn. Mình dán vào Aero nè các bạn. Vậy bao nhiêu đây? Các bạn chậm xíu mà. Mình đã về được 2.500 token Aero nè các bạn. Để mình qua sàn PancakeSwap mình coi nó list sàn chưa các bạn. Hiện tại token này đã cho swap trên sàn Binance, trên sàn PancakeSwap nha các bạn. Để mình coi qua BUSD các bạn. Rồi máy mình hết pin luôn các bạn. Ok, như vậy là video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Các bạn việc lấy liên ghép mình chia sẻ với bạn bè và người thân để kiếm token nha các bạn. Thì video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.